Tử vi chọn đời tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 năm mạng. Xin được kính chào tất cả quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, Phong thủy Gia Cát xin gửi tới quý gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời của tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 năm mạng. Bản mệnh đang ở trong giai đoạn cuối của vận trình của đời người, thất thập, nhi tòng tâm sử dụng, bất du cửu. Tới độ tuổi 70, tuổi thất thập, cổ lai hy thì đạt đến cảnh giới đắc đạo tâm tính và đạo đã hợp nhất. Mọi thứ đã thành bản năng nên nghĩ gì hay làm gì cũng đều hợp đạo, khó vi phạm phép tắc. Song, năm mạng sinh năm 1946, năm Nhâm Dần 2022 vẫn cần phải chú ý về tiền bạc bởi hạn toán tận. Và cụ thể thì hạn này tác động ra sao? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận đoán ngay sau đây. Trước tiên, Phong thủy Gia Cát sẽ nói qua về tử vi chọn đời năm mạng Bính Tuất sinh năm 1946. Gia chủ năm mạng Bính Tuất sinh năm 1946 có cung mệnh thuộc cung ly, trực phá, mạng ốc thượng thổ, có nghĩa là đất ổ tò vò, khắc thiên thượng thủy, con nhà Huỳnh đế phú quý, xương con chó, tướng tinh con trâu, cậu tài, cậu quý, đậu mạng. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm về tử vi cuộc đời năm mạng tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 thông qua bài thơ sau. Đón xem số mạng tuổi này, mạng thổ là đất đắp nhà ở an, số người lao lực, lao tâm, làm ăn vất vả mới mong sang giàu, số nhờ kẻ quý giúp nên, thăng mây bước tới, hanh thông có ngày. Xét qua tâm tánh ở đời, thấy ai nghèo khó thua mình giúp cho, thế mà người ấy chẳng lo, ăn rồi quẹt mỏ, trả cho oán thù. Lòng dạ rất tốt cho nên, thương người phải chịu, không thù hận ai. Con người ăn ở thẳng ngay, rồi gặp tai nạn, ơn trên độ liền. Tổng quan, cuộc đời vào tiền vận có vài khắt khe và lo lắng không có việc gì làm cho cuộc sống buồn chán và thương đau. Cuộc đời muốn tự lập hơn nhờ đến gia đình, tuy nhiên không thoát khỏi được sự nhờ đến gia đình để phát triển công danh sự nghiệp. Tuổi Bính Tuất có nhiều khó khăn trong cuộc sống vào thời trung vận, nghĩa là từ khoảng 20 đến 30. Ngoài 30 tuổi thì có nhiều triển vọng tốt đẹp về công danh, có phần tiếng tăm và có thể lên cao vào số tuổi này. Nhưng phần gia đình và thân tộc không được tốt đẹp cho lắm. Có số nhờ bạn bè trong việc phát triển công danh nhiều hơn là nhờ ở trong gia đình thân tộc. Tóm lại, tuổi Bính Tuất hậu vận thì sung sướng, nhưng tiền vận và trung vận gặp nhiều khó khăn trong sự sống. Có thể nhờ gia đình bạn bè trong việc phát triển công danh hơn là nhờ đến gia đình thân tộc. Tuổi Bính Tuất tuổi nhỏ khổ cực, muốn sống một cuộc đời tự lập, không muốn trông cậy vào gia đình. Số hưởng thọ trung bình từ 55 đến 66 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu ăn ở hiền lành thì được hưởng thọ thêm 5 năm, gian ác sẽ bị giảm kỷ. Như vậy, nếu quý gia chủ tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 đang bước vào giai đoạn trung thọ đến thượng thọ thì xin chúc mừng. Quý gia chủ là người vô cùng phước phần. Để gia tăng phước khí, sống khỏe mạnh dài lâu, làm phúc cho con cháu, quý gia chủ nên mang theo bên mình bát bảo tâm kinh. Pháp khí phong thủy, chiêu phúc, nạp tài, khai vận đại cát được thiết kế hoàn toàn dựa trên biểu tượng và kinh Phật. Bát bảo tâm kinh mang sức mạnh Phật Pháp rất lớn. Cụ thể, mặt trước được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng bát bảo của nhà Phật, mặt sau khắc chú bát nhã tâm kinh. Bản mệnh khi đeo vòng sẽ nhận được sự che chở từ Phật, tăng cường phúc đức, gia đạo ấm êm, bình an. Đặc biệt, bát bảo tâm kinh sẽ được các thầy trong Hiệp hội Tâm linh Việt hỗ trợ, bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ sử dụng, nên độ ứng nghiệm và phát huy công năng rất cao. Tình duyên, về vấn đề tình duyên cũng có nhiều khắt khe. Cuộc đời đối với tình duyên như dòng nước ngược, có khi tốt đẹp, có khi lại cản trở, dẫm lên nhiều thương đau. Muốn biết tình duyên của bạn đối với cuộc đời ra sao, nên xem dưới đây là những diễn tiến về tình duyên của bạn. Nếu bạn sinh vào những tháng này, thì trong cuộc đời bạn có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên. Đó là bạn sinh vào những tháng 4, 8, 9 và 12 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này, thì cuộc đời bạn có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên. Đó là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 3, 5 và 10 âm lịch. Và nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn hoàn toàn được hưởng lấy hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng 6, 7 và 11 âm lịch. Trên đây là những diễn tiến trong cuộc đời bạn về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, căn cứ theo lá số chiêm tinh của bạn.
Gia đạo công danh, về vấn đề công danh vào Trung Vận có sáng tỏ, nhưng cũng chỉ là một thời gian là lu mờ và không còn nghe tăm tiếng. Gia đạo không được yên vui, có nhiều thắc mắc, đó là bạn không sáng suốt mà thôi. Vào tuổi Trung Vận thì có việc buồn phiền về gia đạo hơn, vào Hậu Vận mới có thể yên vui. Sự nghiệp xây dựng được bắt đầu vào số tuổi 30 trở đi, tiền vận lắm vất vả và long đong về vấn đề sự nghiệp. Tiền tài có hơi thiếu kém về thời tiền vận, Trung Vận thì dễ chịu, Hậu Vận mới giàu có, an nhàn, sống trong hạnh phúc và đủ đầy về tiền bạc. Tuy nhiên tài lộc không chỉ xét theo đại vận mà còn xét trong từng thời vận cụ thể mới chính xác. Trong năm Nhâm Dần 2022, tử vi nam mạng Bính Tuất 1946 cho thấy bản mệnh vướng hạn toán tận. Nhắc đến đại hạn này, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau: toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Tức là khi gặp hạn toán tận, gia chủ sẽ mất tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Tài lộc hao tổn có nhiều nguyên nhân, hoặc là do hùn hạp thua lỗ, hoặc là do bị đánh cắp. Do đó phòng bệnh hơn chữa bệnh, bản mệnh nên hộ thân bên vòng tam hợp, Dần, Ngọ, Tuất. Đây chính là vật phẩm phong thủy nhỏ gọn nhưng có tác dụng vô cùng to lớn trong việc phù trợ cho thân chủ. Cụ thể vòng được làm từ gỗ xưa, một loại gỗ quý hiếm trong phong thủy, được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm pháp bảo chiêu tài, kỵ tà. Ngoài ra vòng còn được kết hợp với ba viên đá mã não, đỏ, có khắc hình linh vật, Dần, Ngọ, Tuất để tạo thành bộ tam hợp theo tuổi giúp chiêu mời quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, mang lại cho chúng ta cuộc sống bình an, may mắn và tài lộc. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, khi thỉnh vòng tam hợp, Dần, Ngọ, Tuất, quý gia chủ sẽ được hướng dẫn khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi để có thể phát huy công năng tốt nhất, kích tài lộc cho gia chủ. Tuổi hợp làm ăn. Trong sự làm ăn hay hợp tác đều phải lựa chọn những tuổi cho hợp với tuổi của mình mới khỏi sợ bị thất bại hay lừa gạt hay là hao tài tốn của một cách vô lối vô cùng. Khi muốn hợp tác làm ăn hay phát triển sự nghiệp, bạn nên tìm những tuổi này mà hợp tác thì sẽ mang lại nhiều thắng lợi về tài lộc cũng như về công danh. Đó là các tuổi Đinh Hợi, Mậu Tý, Tân Mão. Những tuổi này rất hợp cho sự làm ăn mà bạn chẳng bao giờ có thể lo nghĩ chuyện thua. Bạn sẽ được những thắng lợi mà còn có thể phát triển trên mọi công việc trong cuộc đời. Lựa chọn vợ chồng. Về việc kết duyên, bạn cũng nên cần lựa chọn những tuổi hợp với tuổi bạn để đẩy mạnh cuộc sống của bạn lên đến đỉnh cao danh vọng và tiền tài. Muốn sống một cuộc đời đủ đầy, bạn nên lựa chọn những tuổi này mà kết duyên hay tính chuyện hôn nhân thì chắc chắn sẽ đem lại cho bạn một cuộc đời hoàn toàn hạnh phúc và đầy đủ. Đó là các tuổi Đinh Hợi, Mậu Tý, Tân Mão, Quý Tỵ và Ất Dậu. Nếu bạn kết duyên với tuổi Đinh Hợi và Mậu Tý, cuộc sống bạn mau phát đạt và có nhiều triển vọng về tài lộc lẫn công danh. Với tuổi Tân Mão và Quý Tỵ, bạn sẽ được sống sung sướng về thể xác lẫn tinh thần, cuộc sống có thể mang nhiều sự giàu sang phú quý. Với tuổi Tân Mão và Quý Tỵ, bạn được phát triển về công danh lẫn sự nghiệp, cuộc đời lên cao về đường công danh và sự nghiệp được phát triển mạnh mẽ, tiền bạc đủ đầy. Những tuổi trên hào con được trung bình. Nếu bạn kết hôn với những tuổi này, cuộc sống bạn chỉ vào ở mức độ trung bình mà thôi, vì những tuổi này chỉ hợp đường tình duyên mà không hợp về đường công danh sự nghiệp. Đó là các tuổi Canh Dần, Nhâm Dần, Giáp Thân, Mậu Dần. Những tuổi trên, bạn kết duyên chỉ có thể sống với cuộc sống vừa phải. Nếu bạn kết duyên với những tuổi này, cuộc sống của bạn không được dồi dào và đủ đầy. Bạn cứ ở mãi trong những vòng luẩn quẩn của cuộc đời, khó thoát qua được giai đoạn khó khăn, có thể nghèo khổ hoàn toàn. Đó là kết duyên với những tuổi Bính Tuất cùng tuổi, Nhâm Thân, Mậu Tuất, Canh Thìn. Kết hôn với những tuổi này chỉ đem lại cuộc đời nhiều buồn phiền lo lắng. Có những năm khắc tuổi rất xung khắc với việc hợp hôn hay tính chuyện hôn nhân sẽ không thành, hay đã thành thì gặp cảnh đau lòng hay xa vắng liên miên trong suốt cuộc đời. Đó là những năm mà bạn ở số tuổi 18, 24, 30, 42, 48 và 54 tuổi. Đó là những năm mà bạn không nên cưới vợ, sẽ có lắm chuyện đau buồn về sau. Sanh vào những tháng này, bạn có số đào hoa hay có nhiều thê thiếp trong cuộc đời hay ít ra cũng đa đoan về việc vợ con, đó là sinh vào những tháng 1, 2, 3, 4, 8 và 9 âm lịch. Bạn sinh vào những tháng này sẽ có nhiều vợ hay là có nhiều thê thiếp. Tuổi Đại Kỵ. Về việc kết duyên cũng như sự làm ăn, bạn nên tránh những tuổi này vì tuổi này rất xung kỵ với tuổi bạn. Bạn hợp tác làm ăn hay kết duyên sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, có thể bị tuyệt mạng hay gặp cảnh ly biệt giữa đời. Đó là các tuổi Kỷ Sửu, Ất Mùi, Tân Sửu
và Quý Mùi. Những tuổi này chỉ đem lại cho cuộc đời bạn những đau lòng hơn là thành công. Gặp tuổi Đại Kỵ trong vấn đề làm ăn, đừng phung phí tiền bạc và đừng tin kẻ đó. Gặp tuổi Kỵ trong việc lương duyên thì nên âm thầm, không nên làm lễ thành hôn hay mọi cuộc lễ tính cách linh đình. Gặp tuổi Kỵ trong gia đình phải cúng sao giải hạn hàng năm cho cả hai tuổi và phải theo đúng sao hạn của mỗi tuổi, của từng năm mà cúng thì sẽ được giải hạn. Năm khó khăn nhất. Tuổi Bính Tuất có những năm khó khăn nhất trong cuộc đời, làm ăn gặp nhiều trở ngại, sự phát triển công danh không gặp được nhiều may mắn, tài lộc kém cỏi, luôn luôn gặp cản trở hay thất bại nhiều. Đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 24, 27, 30 và 36. Những năm này, bạn nên đề phòng gặp tai nạn hay bệnh hoạn bất ngờ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Tuổi Bính Tuất có ngày giờ xuất hành hợp nhất, đó là ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ. Xuất hành đúng theo ngày giờ tháng kể trên, bạn sẽ thu đoạt nhiều thắng lợi trong sự làm ăn, tiền bạc có nhiều kết quả khả quan, tất cả công việc khác đều được mãn nguyện. Diễn biến từng năm. Từ 21 đến 25 tuổi. 21 tuổi, đề phòng tai nạn bất ngờ hay những chuyện làm buồn lòng bạn. Năm này không được tốt lắm, nhất là vào tháng 7 và 8 âm lịch. Ngoài ra những tháng khác cũng nên đề phòng bệnh hoạn hay hao tài tốn của. Năm 22 tuổi, công việc vẫn bình thường, công danh có phát triển đôi chút, tiền bạc yếu kém, Kỵ tháng 3. Năm 23 tuổi, năm này có đại xung khắc vào tháng Giêng và tháng 8 nên cẩn thận kẻo tai vạ hay đại nạn, có tài lộc và tình cảm vào tháng 11 và 12 âm lịch. Nên cẩn thận và khéo léo trong những năm này. Năm 24 tuổi được phát triển về công danh tiền bạc dễ chịu, có thể thành công về việc dự tính, có kết quả về tài lộc. 25 tuổi, năm trọn vẹn và thu hoạch nhiều kết quả khả quan trong mọi vấn đề nghề nghiệp lẫn tình cảm và tài lộc. Từ 26 đến 30 tuổi, năm 26 tuổi có nhiều triển vọng tốt đẹp, năm này hoàn toàn tốt. Bạn có thể thành công mau lẹ trong mọi vấn đề giao dịch, giao thương và có thể thâu thêm nhiều kết quả về tiền bạc. Năm 27 tuổi, bạn có khắc Kỵ vào tháng 5, không nên đi xa. Ngoài ra những tháng khác đều khá tốt đẹp. Năm 28 tuổi, công việc vẫn bình thường. Ngoài vấn đề phát triển về công danh, tiền bạc vẫn ở trong mức độ bình thường. Năm 29 tuổi, có hy vọng thâu nhiều tài lộc trong năm này, nên cẩn thận vào mùa đông, có hơi Kỵ một chút, có đau bệnh, hao tài tốn của. Từ 31 đến 35 tuổi, 31 tuổi những tháng đầu năm vận trình gặp một số vấn đề khó khăn, nhưng vào những tháng cuối năm thì mọi việc diễn tiến tích cực hơn. Năm 32 tuổi có thể phát triển nghề nghiệp ở một cách mau chóng vào những tháng 3 và 6. Ngoài ra những tháng khác được trung bình. Năm 33 tuổi có khắc Kỵ vào tháng 4 và 7. Những tháng khác nên đề phòng bệnh hoạn, không nên đi xa vào năm này mà mang nhiều thất bại. Năm 34 tuổi được khá về đường tài lộc lẫn tình cảm đều vượng phát. Năm 35 tuổi không được tốt vào tháng 3. Những tháng khác khá tốt, làm ăn được nhiều may mắn và tốt đẹp. Từ 36 đến 40 tuổi, 36 tuổi không được tốt lắm, tiền của hao hụt đôi chút. Tháng 5 và 6 nên đi xa có nhiều cơ hội, có thể thâu đoạt được nhiều kết quả. Năm 37 tuổi nên cẩn thận về phần gia đạo, sẽ có nhiều thắng lợi trong nghề nghiệp tài lộc bình thường. Năm 38 tuổi toàn năm đều tốt trừ tháng 9, nên làm ăn đi xa hùn hạp phát triển sự nghiệp đều lợi to. Năm 39 và 40, bình thường, hai năm này không có gì quan trọng xảy ra trong cuộc sống cũng như vấn đề tài lộc, nhưng năm 40 tuổi nên đi xa hay làm ăn vào tháng 6 thì tốt. Từ 41 đến 45 tuổi, khoảng thời gian này là khoảng thanh bình nhất trong cuộc đời bạn. 41 tuổi có hay đẹp về tình cảm, làm ăn hay được về tiền bạc. Năm 42 tuổi khá hay vào những tháng 8, 12. 43 tuổi không được tốt, đại kỵ vào tháng 2, nên đề phòng có sự hao hụt về tiền bạc. Năm 44 tuổi có ảnh hưởng sao phục hưng, nên đề phòng trộm cắp, mất của trong gia đình có người đau bệnh vào tháng 4 và 7 trong năm. Ngoài ra những tháng khác trung bình, 45 tuổi khá hay đẹp và có vài thành công về tiền bạc lẫn tình cảm. Từ 46 đến 55 tuổi, năm 46 tuổi không nên làm ăn việc lớn sẽ có hại cho gia đình. Năm 47 tuổi nên xuất hành hay làm ăn trong năm được tốt, chỉ trừ tháng Giêng có xung khắc tuổi mà thôi. Năm 48 tuổi, cuộc đời trở nên tốt đẹp và hấp dẫn, cuộc sống có phần sung túc rõ rệt. Năm 49 và 50 tuổi, hai năm ở trong sự bình thường của tất cả công việc, không có việc gì quan trọng xảy ra. Từ 51 đến 55 tuổi, khoảng thời gian này nên phát triển về nghề nghiệp, về khả năng tài chính, nên cẩn thận và có thể làm ăn, những chuyện nhỏ thì tốt. 51 thì có sự không may trong gia đạo, toàn năm, ít vui, nhiều buồn. Năm 52 tuổi hơi dở một chút, về con đường con cái có sự thay đổi, việc làm ăn, gia đạo kém vui. Năm 3 tuổi khá tốt đẹp nhưng xung Kỵ vào tháng 10 âm lịch, 54 tuổi bình thường, 55 tuổi khá tốt cho vấn đề tài lộc và gia đạo có phần hay đẹp về tài lộc cũng như tình cảm.
từ 56 đến 60 tuổi, những năm này bạn ở trong giai đoạn chuyển hướng rõ rệt cho cuộc sống, có thể phát huy sự sống toàn vẹn cho phần con cái. Những năm này có thành công về tài lộc, phần tình cảm cũng được yên vui, gia đình hạnh phúc. Thưa quý vị, mỗi giai đoạn trong đời người thì đều có những trải nghiệm riêng trong từng giai đoạn ấy. Và chúng ta không nhất định cứ phải làm theo một thước đo hay là một chuẩn mực nào đó. Nhưng mỗi một giai đoạn chúng ta đều nên có sự kỳ vọng và chuẩn bị cho bản thân của mình, nhất là ở giai đoạn hậu vận. Phong thủy Gia Cát chúc quý gia chủ vạn sự cát lành và thịnh vượng an khang.